Tôi lưu lại để cho tí nữa gửi lại cho bạn Kiên bạn học. Ok, chúng ta nghe phần bài này nhé.17과 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. 엄마, 그만 내놔요. 17과 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. 오케이. Đây chúng ta có các địa điểm du lịch ở đây ạ. Yêu Chi là địa điểm du lịch các bạn nhé. Yêu Chi ở đây có các địa điểm như sau này. Đầu tiên là San này. Nhá, chúng ta cùng nhau đọc nhé. San. San. Tung Gul. Tung Gul. Tung Gul. Phúc Hồ. Phúc Hồ. Hồ Su. Hồ Su. Khang. 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 Ba Ta. Ba Ta. Ba Ta. Sơm. 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 À, cái bãi biển này chúng ta đọc là Ba Ta nhé. Ba Ta. Ba Ta. Không phải là Ba Ta đâu. Ba Ta. Đây là danh từ biển nhé. Tiếp theo đảo là Sơm. 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 Ôn trơn là suối nước nóng. Ôn trơn. Tiếp theo là Du Chắc Chi là di tích lịch sử. Du Chắc Chi. Du Chắc Chi. Minh Sóc Trôn. Minh Sóc Trôn. Minh Sóc Trôn. Tiếp theo là Nô Đi Công Quân. Nô Đi Công Quân. Nô Đi Công Quân. Nô Đi Công Quân. Drama Chuan Dương Chi. Drama Chuan Dương Chi. Còn bên dưới chúng ta có một số cái đặc trưng của những cái điểm di tích lịch sử, những cái điểm du lịch đó là Arum Tapta đẹp. Arum Tapta. Arum Tapta. Thì Arum Tapta nó sẽ thành là gì ạ? Arum Tawoyo hoặc là Arum Tawotsoyo. Đấy chính là những đuôi câu mà chúng ta có thể cho thêm vào. Arumtap Sindhila. Tiếp theo là Yumiang Hada là nổi tiếng. Yumiang. Yumiang. Yumiang Hada. Yumiang Hada. Tiếp theo là Kyeongchiga Jotha. Kyeongchiga Jotha. 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 Saramduri Jincheon Hada. Saram Turi Chinchonhata. Thì đây là những cái địa điểm mà chúng ta có thể là đến du lịch. Yoang Chi. Đầu tiên là San, chúng ta có đã từng đến cái núi nào chưa? Rồi. San, San, San này Việt Nam mình rất nhiều San. Và bạn Hà đi núi nào rồi ạ? Em đi núi Đốt. Núi Đốt.
Từ đó ngay gần chỗ nhà thầy giáo, chỗ nhà Ngọc ấy. Ô. Bạn Ngọc ở núi đó à? Gần nhà núi đó à? Bạn Ngọc ở núi đó. À, nhà đâu ấy? Gần đấy. Tới nhà ở ngay Thanh Ninh thôi mà. Thanh Ninh chơi thuộc trên rồi. Đây chân núi đó. Bên này với bên kia núi đó thì Ngọc. Chân bên này núi đó. Ừ. Tiếp theo là Tongkul, hang động. Tongkul, Tongkul, các bạn biết hang động nào không? Tôi em có cái. Động Hương Tích. Không nha, kẻ bàn. Ừ. Còn ở trên chỗ Trang thì có Tượng Hoàng Tongkul này. À không, tại không, cho em không đấy đâu. Không, không trên đấy. Em gần chỗ động Linh Sơn cơ. À, động Linh Sơn, Linh Sơn. Linh à. Sơn Tongkul. Có cái chùa, cái động đấy. Bên trong đấy có cái gì không em? Có hang, có hồi xưa chiến tranh ở trong đấy. À. Cũng là một di tích. Tiếp theo là chúng ta có Phokpo. Phokpo đây là tháp. Ví dụ như chúng ta có bản dốc Phokpo đúng không ạ? Tháp bản dốc ấy. Tháp bản dốc rất là rùm miệng hạt à. Tiếp theo Hosu. Cái này Thái Nguyên Hosu. Chúng ta có núi cốc Hosu rõ ràng đúng không? Núi cốc. Hồ núi cốc thì là trong tiếng Hàn là gì hả thầy? Núi cốc Hosu. Núi cốc Hosu ạ? À? Núi cốc là tên riêng nhé. Núi cốc là tên riêng rồi. Ừ. Gắn Hosu vào cái hồ. Cứ tên riêng đằng trước xong chúng ta gắn với những cái tên này là được. Ví dụ như là Đót San này, núi Đót này, Linh Sơn Công Vu này. Ô thật mà, các bạn cười gì? Núi Cốc Hô Su này, rồi Hồng Cang này. Hồng Cang biết là gì không? Sông Hồng. Sông Hồng, Hồng, đúng thế. Còn ở Phú Bình có Cầu Cang đấy. Tiếp theo là Pata, là biển. Ví dụ như là Sầm Sơn Pata. Sơm chẳng hạn, Sơm đây này. Chúng ta có Cát Bà Sơm. Phú Quốc Sơm. Trường Sa Hoàng Sa Sơm. Rồi. Ôn Trơn là suối nước nóng. Ví dụ ở đâu có suối nước nóng chẳng hạn, chúng ta cho tên địa danh đó vào Ôn Trơn là suối nước nóng ở nơi đó. Ví dụ như là Tuyên Quang. Ôn Trơn. Suối nước nóng ở Tuyên Quang. Tiếp theo Yuchukchi là những di tích lịch sử mà vừa nãy bạn Trang cũng vừa nói đó là động Linh Sơn ấy, thì đấy cũng là một di tích lịch sử ấy. Còn chúng ta có thể là hình dung là khu ATK của Thái Nguyên ấy. ATK Định Hóa. ATK khắp nơi em ạ. Định Hóa có, khu Vĩnh có, ở trong Đồng Hỷ có. Mà. Trong cái khu quần thể đấy. Tiếp theo là Minh Sóc Chôn. Minh Sóc Chôn là làng dân tộc, thì Việt Nam mình có 54 dân tộc. 54 dân tộc anh em thì có 54 cái Minh Sóc Chôn khác nhau không? Ở Hàn Quốc ấy thì họ chỉ có một dân tộc thôi, cho nên là họ rất là lưu giữ những cái dân tộc của họ. Nhưng mà Việt Nam mình có quá nhiều dân tộc, cho nên là cứ thay đổi đi. Sao? Còn lâu mất. Tiếp theo là Nô Đi Công Nguồn. Nô Đi Công Nguồn đây là chúng ta công viên trò chơi đấy. Cứ có trò chơi là chúng ta gọi là Nô Đi Công Nguồn. Từ Rama Choan Yong Chi. Từ Rama là phim truyền hình. Từ Rama là phim truyền hình. Choan Yong Chi là cái quay phim chụp ảnh. Mà chúng ta gọi là phim trường đấy. Đây. Chúng ta thấy Arum Tap Tà. Ở nơi nào thì Arum Tap Tà. Nơi nào Yu Myung Hà Tà. Kiêng Chi Ga Chốt Tà nơi nào. Và Saram Thủ Đi. Chin Chân Hà Tà. Là ở đâu. Yeah. Đót San có Yu Myung Hà Tà không Hà? Cũng Yu Myung Hà Tà ở Phú Bình ạ. Phú Bình Yu Myung Hà Tà. À, tiếng là gần Đót San nhưng mà thầy giáo lên đấy đúng một lần. Nó qua cái gì đâu, mỗi rừng cây, giờ người ta chặt vãn rồi.
Em ơi, ở trên đấy có ai thấy? Có miếu, miếu này, giếng tiên này, bàn thờ tiên này, à, bàn cờ tiên này. Thấy hết rồi. Đâu vẫn còn. Cái ngày mình lên thì vẫn còn. Bây giờ còn mỗi tảng đá. Đã lâu lâu em lên, thế là cái nhà cái bác ở dưới chân núi bác bảo là thôi đừng lên, trên đấy cũng nghiện. Trên đấy là quần gì đâu, rừng là người ta cây người ta chặt hết rồi, người ta trồng cây mới. Rồi. Người ta bảo thế để đỡ lên thôi, chứ còn nghiện nào leo được lên tận núi đó. Ok, đây ạ, à, Avota, chúng ta thử làm gì đó nhé. Tôi nói lại này, động từ đi với Avota, bỏ ta đi, chúng ta thành Vayo, đúng không ạ? Vota trở thành Vayo, thành gì? Các bạn hiểu chưa? Vota thành Vayo. Thế bây giờ bạn thử đi đốt san xem. Bạn thử đi đốt san chưa? Nói hỏi họ mình hỏi như nào? À, thử hỏi Trang xem là Trang đi đốt san chưa? Đốt san nè, cao bát soyo. À, nè, ốp soyo. À, ít soyo, ít soyo. Đốt san ít soyo. Trang à? Nè. Đốt san ít soyo. À, gì thế? Có núi đốt mà. Em chưa đi. Chưa đi là ăn kawasoyo. Ăn kawasoyo. Chứ không phải là opsoyo. Opsoyo là không có cái gì đó nhá. Ăn kawasoyo là em chưa đi. Em chưa thử đi, chưa từng đi nhá. Đây, các bạn khác chú ý này. Ví dụ như tôi hỏi bạn Trang nhé. Trang ơi, cát bà sơm khá bác sơ yếu. Cát bà, ăn khá bác sơ yếu. Ăn khá bác sơ yếu. Nè. Pata ca. Pata e khá bác sơ yếu, pata. Pata. Một địa danh cộng cái gì nữa thầy? Đi biển nào chưa? Rồi Đà Nẵng Pata. Khoát xéo. Đà Nẵng Pata ấy khá bác xéo. Ok. Ok. Thiếu gì? Định hóa Thái Nguyên, định hóa Thái Nguyên, định hóa ATK, ATK, Yuchuk Chi, Kabat Soyo. Angle and Kabat Soyo. And Kabat Soyo? Yeah. ATK, Arayo? Anyo. Mula. Nó viết tắt của an toàn khu. An toàn khu. Ngày xưa ấy, là Bộ Chính trị Bác Hồ về đây là lập an toàn khu trên này, gọi là viết tắt là ATK, và dân ở đây người ta gọi là an toàn khoai. An toàn khoai. Không phải, mà là an toàn khu. An toàn khoai là anh trời chế ra đấy, không lại đi đâu lại 3 tiếng đâu. An toàn khu định hóa nhá. Đi đâu lại mà thật thế trường dạy an toàn khoai này chết. Em chưa lên Thái Nguyên bao giờ. Chưa lên Thái Nguyên bao giờ? Chưa. Vâng, hôm nào có thời gian thì mời bạn Hiếu lên Thái Nguyên chơi nhiều. Vâng. lên trên này xem là an toàn khoai nó là như thế nào. Ok, đấy chúng ta thử. Thì chúng ta có rất nhiều là cái hành động, ví dụ như là
thử ăn thì chúng ta nói như thế nào ạ? Thức ăn á. Mở cười bài hộ. Mở cơ bài hộ. Ok, mở cơ bài hộ. Mở cơ bài hộ. Tiếp theo, chúng ta có thử uống rồi nói ạ. Uống gì quên. Uống là gì quên. Masoi pile. Masi. 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 Masi da đúng không? Thấy. Masoi pile. Masoi pile. Masoi pile. Masoi ba. Thế thử uống soju xem nói nào. Bạn thử uống soju xem. Soju run masio bio. Ok, soju run masio bio. Bạn thử ăn bạn thử ăn gì? Bạn thử ăn thịt chó chưa? Thịt chó. Đang ăn gì? Ép cô kì ấy. Câu hỏi à thầy? Ừ. Bạn thử ăn thịt chó chưa? Bạn thử ăn thịt chó chưa? Ekokirin. Mực. Quát sơ dụng. Mực cơ sơ dụng. Mực cơ sơ dụng. Mực cơ bài ủ lòng quá sầu quá sầu đúng rồi kia cô kia lên mặc cơ quá sầu quá sầu. Ok, thế trả lời Trang. Trang Trang kêu gì một lần nữa, lâu lắm không ăn rồi. À, lâu lắm không chưa ăn rồi hả? À, thử ăn chưa à? Thử ăn chưa? Ăn thịt chó chưa? Nói nè, nè, đề. Nè, Cái cô kì bỏ cơ bắt rồi. Cái cô kì mặc cơ bắt rồi. Ok, ok. Nhưng mà... Hà chị, Thái Bình ấy, khá bác sơ. Thầy nói lại đúng không ạ? Thái Bình ấy, Thái Bình. Thái Bình ấy, khá bác sơ. Vâng ạ. Án yêu, ăn khá bác sơ. Lại có động lực đi Thái Bình rồi đấy. Ăn khá bác sơ. Hê san mùl. À, Hesan Mul. À, xin lỗi, không phải mà Seng Sơn Huê. Seng Sơn Huê. Đây là gỏi cá. Seng Sơn là con cá. Seng Sơn là con cá. Huê là gỏi, Seng Sơn Huê. Gỏi cá. Trang Sơn Huê, bỏ cơ bắt sơ yếu. Hiếu xin ơn, Trang Sơn Huê, bỏ cơ bắt sơ yếu. Yêu, anh yêu, anh mơ cơ bắt sơ. Anh mơ cơ bắt sơ. Mọc thêm ơ, nó chia đuôi a ơ này, còn lên bô. Đã sôi ồ, chưa? Ăn bô có bắt sôi ồ.
Chưa thì là an. Còn rồi thì là mogubatsuyo. Ok. Hashito, sensen hui mogubatsuyo. Nhiều. An mogubatsuyo. An mogubatsuyo. Hashida, sensen hui batsuyo. Thầy vẫn hỏi em ạ? Ừ. Là ăn đã ăn gỏi cá chưa ạ? Đâu, không hỏi bên đâu. Trang Sơn Huế, Hà Sĩ Gà. Trang Sơn Huế, Trang Sơn Huế rừng, phát xôi yếu. Phát xôi yếu. Á nhiều. Á nhiều. Ủa phát xôi yếu. Nên. Ok. Thì ta hỏi là Hà đã nhìn thấy gỏi cá bao giờ chưa? Em mong. Nhưng mà nhìn thấy ở trên mạng thôi. Đấy, nhìn thấy rồi. Ok. Thì chúng ta xem một vài ví dụ đây. Ví dụ số 1 này. Jeju-do e gabasseoyo. Bạn đã thử đi Jeju-do chưa? Các bạn biết Jeju-do ở đâu không ạ? Đảo Jeju. Đảo Jeju. Đảo Jeju. Một số bạn này bảo là đi đảo Jeju. Người ta gọi là đảo Jeju, mình đây đảo Jeju. Ok. Anio, Ankawasoyo. Vâng, chưa đúng không ạ? Không, tôi chưa đi. Chenju Bimibabul, Bogobasoyo. Các bạn đã đi ăn bibimbap ở Jeonju chưa? Bibimbap là món cơm trộn nổi tiếng ở thành phố Jeonju. Mời các bạn xem không? Nè, mời các bạn xem không? Vâng, tôi ăn rồi. Phương xin은 여행은 많이 했어요. Phương là đi du lịch nhiều phải không ạ? 아니요. 한국에 있을 때 여행은 많이 해보고 싶어요. Khi mà tôi ở Hàn Quốc ấy thì là tôi cũng đã muốn đi du lịch nhiều, muốn thử đi du lịch nhiều. Tức là bạn này bạn chưa đi du lịch nhiều và bạn bây giờ bạn đang ở Hàn Quốc ấy thì bạn sẽ đi du lịch nhiều đấy, bởi vì bạn muốn đi. Các bạn đi sang bên Hàn Quốc ấy thì từ Hàn Quốc các bạn đi sang Nhật các bạn chỉ cần mua vé máy bay thôi nhé, chứ chả cần phải làm gì. Bởi vì từ Hàn sang Nhật nó miễn thị thực, các bạn đi sang chơi chán thì các bạn về. Nhá. Các bạn ví dụ từ Hàn Quốc về Việt Nam là 15 ngày là sẽ không bị không người Hàn Quốc sẽ không cần phải xin visa gì đâu ạ. Trong vòng 15 ngày cứ thế đi mua vé máy bay là bay sang Việt Nam rồi. Nhưng mà chiều từ Việt Nam sang Hàn sang Nhật thì lại vất vả. Cái A ơ bô tà này các bạn nắm được rồi chưa ạ? Thử làm gì đó không, hoặc là chưa thử làm một việc gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ nối, chúng ta sẽ cho mấy cái từ vựng này vào trong bên trên này ạ. 그림에 맞는 표현은 보기에서 골라 넣으세요. Hãy chọn từ phần Poki này những từ vựng để cho vào bức tranh phù hợp. Đầu tiên là bức tranh số 1, đây là gì ạ? Saranturi. Saranturi Chinchonhata. Chinchonhata. Hoặc là chúng ta có thể thêm đuôi câu vào là Saranturi Chinchonel, đó là người thân thiện đúng không ạ? Tiếp theo bức hình số 2 đây là gì ạ? Arumtapta. Arumtapta. Tiếp theo số 3. Yumyeonghata. Đúng không? Số 4 là tranh số 4 là Kyeongchiga Jotta. Kyeongchi đây là cảnh trí, cảnh quan đấy. Kyeongchiga Jotta là cảnh đẹp ạ. Núi non hùng vĩ đấy nhá. Tiếp theo chúng ta sử dụng cái ngữ pháp là aobora để chúng ta hoàn thành hội thoại ạ.
à, hoàn thành câu văn ở đây ạ. Đây các bạn nhìn ở đây ạ. Jeju to e kawasu yo. Thì chúng ta có cái bức ảnh của đảo Jeju. Thế bây giờ hình số 1 đây. Các bạn đã thử và tôi đã thử bơi ở biển thì nói như nào? Cái này dành cho bạn Hiếu nhỉ, Hiếu ơi. Bơi. Đây là câu khẳng định là tôi đã thử bơi ở biển. Nói như nào? Bơi là gì? Học bài thể thao. Chú Dương. Chú Dương hiểu. Ataisu Suzan Suzan he Batsuyo. Tại sao lại là Suzan he Batsuyo, bạn Hiếu có biết không? Tại sao phải chia ở quá khứ ạ? Hata thì chuyển thành he. Đúng rồi. Nhưng mà he, nhưng mà tại sao lại là he wasoyo? Bởi vì nó dùng thể mình đã làm rồi. Đúng rồi, đã làm rồi chứ đừng cãi nhau là dùng cái nào cũng được. Bởi vì cái này mình thử rồi mà. Rồi ok. Cái thứ hai mời bạn Hà cái số 2, bạn Trang số 3 nhé, bạn Ngọc cái số 4 nhé. Bulgogi ren mago pasoyo. Mago pasoyo. Rồi ok. Nhưng mà thực tế là được ăn bulgogi chưa? Rồi ạ. Nè. Tiếp theo mời Trang. Hamburg rồi. Hamburger. Ip 왔어요. Ok. Ip 왔어요. Em đã thử mặc áo hanbok rồi. Trang đã thử mặc áo hanbok bao giờ chưa? Chưa. Trung tâm tôi, các thầy, các cô giáo đang bảo là hôm nào đi xuống phim trường mặc hanbok để chụp ảnh. Wow. Chưa đi được. Có phim trường ở chỗ mấy cái bãi đá sông Hồng các thứ đấy. Tiếp theo. Mời Ngọc. Kim chi rin. Ka bát sơ yô. Cái gì? Ka bát sơ yô. Sao lại ca bát sơ yô? Tham cư già, đây là muối. Muối kim chi. Hoặc là chúng ta có thể dùng là ban tưng già, như bạn Hà vừa nói. Han cười. Han cười, cười. Đấy, dùng hai từ này, dùng từ nào cũng được. Kim chi rin. Tham cư già hoặc là kim chi rin, ban tưng già. Tâm cười sợi ổ. Gì đấy? Ư Thịnh ơi, cười. Tâm thì phải thành gì? Ư biến thành A đúng không? Cát sợi ổ. Tham gia bác sợi ổ. Ca bát sơ. Ban sư rơ bát sơ yô. Tham ca bát sơ yô. Hoặc là ban sư rơ bát sơ yô. Kim chi rin ban sư rơ bát sơ yô. Kim chi rin tham ca bát sơ yô. Kim chi rin tham ca bát sơ yô. Ok. Đấy là cái mà chúng ta sử dụng là thử làm gì đó. Ví dụ như thử gặp,
thử gặp ai đó thì như thế nào? Ví dụ thử gặp giáo viên xem, nói như nào? Nào các bạn. Sự xin đi mana phát xuôi. Mana phát xuôi. Ok. Còn hãy thử gặp giáo viên thì chúng ta có thể dùng là mana boseo. Mana bo. Thử gặp đúng không? Thử gặp seo. Hãy thử gặp giáo viên xem. Mana boseo. Xuân thương niêm. Nên xuân thương niêm. Mana boseo. Ngày mai thì gặp giáo viên xem. Sáng mai ăn gì nhỉ? Thì chúng ta nói như nào? Sáng mai ăn gì nhỉ? Các bạn đặt câu hỏi luôn ạ. Mẹ nhìn. Sáng mai là nê in xong là a chim à? hay là vâng ạ, a chim chứ còn gì, nê in a chim, a chim về nê in a chim bố bò gơi không? Nên là chim bú bò gơi, các bạn nghĩ gì nhiều thế? Đúng không? Bú bò gơi, thế thôi, có gì đâu. Các bạn nghĩ có vẻ căng thẳng thế. Ngày mai ăn gì nhỉ? Nên là chim bú bò gơi. Thì bạn hãy thử ăn thỏ xem, nói như nào. Ăn cuốc su mở cơ poseo. Đúng rồi, ăn cuốc su mở cơ poseo, thế là đưa ra một cái gợi ý cho người ta. Mở cơ poseo, ăn cuốc su, ăn cuốc su, ăn cuốc su rồi, ăn cuốc su, mở cơ poseo, ăn cuốc su. Đó. Bảo ai thử làm gì đó thì chúng ta như thế này ạ. Nhá. Mở cơ boseo. Ok. Khi gặp tình huống là không biết ăn gì, mở cơ boseo cái gì đó. Thế cũng ghi mở cơ boseo. Được chưa? Đấy, chúng ta lưu ý như vậy nhá. Bây giờ chúng ta sang đoạn hội thoại số 2. Đây là bạn này, bạn đi du lịch Jeju này. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu nội dung đoạn hội thoại trước. Sushi, Ibon Hyuka, Ibon Hyukate, Bua Halkoeo. Sushi, Ibon Hyukate, Bua Halkoeo. Kỳ nghỉ lần này, Ibon là lần này, Hyuka là kỳ nghỉ, T là khi, hoặc vào lúc, hoặc vào. Bạn sẽ làm gì? Bua Halkoeo. Nhá. Chinku hago Suraksare Kalkoeo. Đây, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi núi Suraksan. Núi Surak. Chinku hago cùng với bạn. Tuấn chinen mua halkoeo. Tuấn sẽ làm gì? Chanen Jeju-do-e daneo olkoeo. Tôi sẽ đi Jeju-do. Daneo oda. Daneo oda là đi rồi về. Đi rồi mà. Tôi sẽ đi Jeju-do. Jeju-do rồi về. Biêng ki pyeon은 샀어요? Bạn đã mua vé máy bay chưa? 네. 숙소도. 숙소 đây là chỗ ở. 숙소도 벌써 다 예약했어요. 예약했어요 là đã đặt. 다 là tất cả. 벌써 là rồi. 숙소도
hơn sơ địa thà địa khe sều, tức là ngay cả chỗ ở cũng đã đặt rồi, cũng đã đặt tất cả rồi. Ở đây chúng ta lưu ý cho tôi một số cái này, chỗ ở ấy ạ. Chỗ ở đây thì chúng ta có những dạng chỗ ở khác nhau. Đầu tiên đây là xô này, chỗ ở này, hotel. Hotel đây là khách sạn các bạn biết rồi ạ. Condo. 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 Condo đây là gì ạ? Khu nghỉ dưỡng này, resort đấy. Dưới quan là nhà nghỉ. Cái này như thế này như thế nào? Việc làm nhiều nhà nghỉ á. Tôi hỏi ngoài một chút đấy. Dưới quan khá bác sơ yếu, dưới đồ vốn. Dưới quan khá bác sơ yếu, xí. Ê, khá bác sơ. Khá bác sơ yếu, khá tốt khá bác sơ yếu. Chem y sơ yếu. Ngọc, khá bác sơ yếu. Nè, khá bác sơ yếu. Chem y sơ yếu, chem y sơ yếu. Chú ai không? Thú vị không? Thích không? Nè. Dưới quan hệ khả sơ. Dưới quan hệ khả sơ mua hề không? Học sĩ. Chai không? Chai chung. Ok. Nếu quan hệ khám nhân, chai tiếp tục ạ, chúng ta có Minh Bắc. Minh Bắc. Minh Bắc. Minh Bắc này là nhà cho thuê. Đó, nhà cho thuê. Thì cái Minh Bắc này, Minh Bắc này là ở cùng với chủ luôn ạ. Nhá. Tức là ví dụ như có một số nhà của những ông bà già ấy, thì con cái đi học hoặc là đi ở riêng hết rồi ấy. Tức là nhà người ta còn rất nhiều là phòng, thế là người ta cho thuê cái phòng đó, nó giống kiểu homestay và ăn sáng, và có ăn sáng thì người ta sáng ngủ dậy là người ta nấu ăn sáng, ăn cùng với gia đình người ta luôn. Đặc biệt là một số anh chị em sinh viên ở bên đấy cũng đi du lịch theo kiểu như thế này, đi ngủ ở Minh Park xong thì người ta bảo là sinh viên nên người ta cũng chẳng thu tiền luôn. Cái tiền này rất là rẻ thôi các bạn, rất là rẻ. Thường là người ta mời ở cho vui, xong sau đó là trả người ta một ít tiền thôi. Người ta cũng chả có quy định là ở một phòng đấy là bao nhiêu tiền cả đâu. Nhá. Tiếp theo là pension, căn hộ cho thuê. Ở pension này thì nó giống như là cái khu mà ở Việt Nam mình có, đó là thuê căn hộ liền kề để ở mấy ngày, một hai gia đình là thuê cả một cái nhà ở gần biển để ở luôn đấy, mấy triệu một ngày đấy. Kiểu đi du lịch ở một tuần, thuê một tuần. Đúng rồi, đấy kiểu thế. Tiếp theo là use hostel. Use hostel. Đây là cái nhà nghỉ cộng đồng. Nói nhà nghỉ cộng đồng thì không phải ai cũng vào nghỉ, nó giống như khách sạn công đoàn ấy, các bạn hiểu không ạ? Giống như vậy đấy. Đấy là những cái nơi mà chúng ta có thể đặt chỗ ở nhá. Đi sang bên thường là chúng ta đi du lịch Hàn Quốc thì thường là chúng ta đi tour nhá. Đặc biệt là chúng ta nếu mà muốn ngắm lá vàng rơi thì chúng ta phải dựa vào những người ở bên Hàn Quốc để chúng ta xem là thời điểm nào là thời điểm lá vàng rơi. Chứ không chúng ta đi sớm hoặc đi muộn quá thì lại ngoài cái thời gian mùa đấy nó phí kỳ đi du lịch của chúng ta ra. Còn các bạn đi vào mùa đông thì các bạn đi ngắm tuyết, chơi tuyết thì
cả có cả mùa đông để cho các bạn chơi luôn. Bạn Hiếu là trước ở bên Nhật rồi đúng không? Vâng. Đấy, bên Nhật thì bên Hàn nó về mùa đông nó giống nhau, mùa hè nó cũng giống nhau luôn. Thế là anh Hiếu biết cả tiếng Nhật à? Có biết một ít nhưng mà lâu mấy năm không dùng đến giờ quên bẵng. Kiểu gì là thế, tiếng Hàn thế thôi, ngoại ngữ không không dùng mà quên đi. Và thứ hai ở bên Nhật chẳng hạn thì bạn Hiếu phải đi học cơ. Còn nếu mà chỉ có đi làm hoặc là đi dạng kỹ sư thì tiếng nó không 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 được tốt mấy. Hiếu sang đấy là lao động hay là đi học? Đợt đấy em đi theo kiểu du học. Du học. Thế cũng phải mấy năm hả? Học thì ít mà toàn đi làm. Đi làm nhiều. Nói chung là cứ phải cố gắng thôi. Muốn giỏi thì mình phải học thôi. Bảo là đi sang đấy đương nhiên là đi kiếm tiền thì đương nhiên có tiền thì ham rồi. Thế. Cái đợt đấy phải đi làm nhiều ấy, nhưng mà cái đợt đi vào cái vùng quê lương nó thấp, toàn có ấy, thế nên phải đi làm nhiều để bù lại thôi. À. Mọi người đi đi là dạng kiểu như đi đi vừa học vừa làm đúng không? Vâng. Vừa học vừa làm nhưng mà làm nhiều hơn học. Học ở Việt Nam mình thế. Học có một buổi sáng hoặc một buổi chiều thôi. Ừ. Nhưng mà bên mình thì chỉ có tuyển những trường nào mà họ gần đô thị thôi, không chơi vùng quê. Vùng quê học sinh có tiền đâu. Đợt đấy bị lừa vào đúng cái trường ở quê xa xôi, xong là nó lại còn vừa mới thành lập. Oh. Đến lúc đầu thì việc thì không có. Ừ. Nhưng mà lương thì thấp. Đây bọn mình còn kết nối với trường ở bên Nhật thì còn cho học sinh nộp có học phí có 3 tháng 1 thì. Sang đấy việc làm ngay. Ô, tức là trung tâm giới thiệu việc làm hả thầy? Hay là học sinh phải người đi là phải tự tìm ạ? Thầy nói thật là học sinh đi họ chả cần trung tâm nào giới thiệu đâu, còn trung tâm thì cứ bảo là trung tâm giới thiệu thôi, chứ còn những cái việc mà trung tâm giới thiệu học sinh cũng chả muốn làm đâu. Sang đấy rồi toàn người trước toàn bảo nhau thôi em ạ, trước bảo người sau thôi. Chứ bây giờ tôi giới thiệu việc, ví dụ bạn Hiếu ở Tokyo tôi giới thiệu tận Kyoto thì bạn Hiếu đi làm cái gì, đúng không? Nên ấy, chủ yếu là trong lớp đấy, xong rồi người ta chia sẻ công việc cho nhau thôi. Chứ còn bảo là trung tâm giới thiệu chẳng qua đấy thì yên lòng học sinh với phụ huynh thôi, chứ về bản chất thì chúng nó không cần đâu. Đúng không Hiếu? Đúng rồi, sang bên đấy thì một phần cũng là mới đầu sang chưa biết cái gì thì trường nó cũng giới thiệu một vài việc. Xong rồi đến lúc đi làm rồi đấy là người tự rủ nhau đi thôi. Nói học sinh của chỗ tôi thì hình hầu như là nó chẳng bao giờ thắc mắc rồi thầy ơi có việc làm thêm không. Nói chung là cứ sang đến đấy là cứ người nọ bảo người kia ấy mà, học khoảng độ tuần cái là biết ngõ ngách hết mà, cứ bảo là luật quy định là 6 tháng xong mới được làm thêm, có thằng nào là chờ đến 6 tháng đâu. Đối với Hàn Quốc ấy, còn đối Nhật thì chúng ta đi làm luôn được. Nhật thì nó cho đi làm luôn, nhưng mà nó chỉ cho làm 4 tiếng một ngày thôi. Thế thôi. Nhưng mà toàn làm 5-6 tiếng hoặc lắm mới làm cả 12 tiếng. À. Rồi nói chung là kiểu đi học thì mình cũng như bên mình là định hướng đi học là vẫn phải định hướng là học là chính. Còn làm thì đương nhiên là phải làm rồi. Làm vừa phải thôi, trong khả năng mình cho phép thôi. Ok. Chúng ta nghe phần hội thoại này nhé các bạn nhé. Đề hoa 2.
수르 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 설악산에 갈 거예요. 투안 씨는 뭐 할 거예요? 저는 제주도에 다녀올 거예요. 비행기 표는 샀어요? 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. 대화 2. 수르 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 설악산에 갈 거예요. 투안 씨는 뭐 할 거예요? 저는 제주도에 다녀올 거예요. 비행기 표는 샀어요? 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. 어, đây chúng ta lưu ý là mua hal cơ yếu. Đây là chúng ta là bạn sẽ làm gì? Thì động từ của chúng ta sẽ đi với l hoặc là ul. Cơ yếu. Nếu động từ không có phụ âm đáy thì chữ l sẽ thành phụ âm đáy. Còn nếu có phụ âm đáy thì động từ nó sẽ đi với chữ ul. Ví dụ như là 밥을 먹을 거예요. 밥을 먹을 거예요. Đây là tôi sẽ ăn cơm, đúng không ạ? Thế bây giờ tôi sẽ đi Thái Nguyên thì sẽ nói như nào? Bạn hiểu? Thái Nguyên E. Thái Nguyên E. Căn cơ yếu. Rồi. Ở Trang, ngày mai em sẽ ăn cơm, nói nào em? Mực cơ yếu. Ngày mai em sẽ ăn cơm. À, ngày mai em sẽ học tiếng Hàn, nói như thế nào? À, 내일 한국어를 공부해요. Cái này động từ chỉ việc bỏ chữ ta thôi, có a ư gì đâu mà nghe. 내일 한국어를 공부할 거예요. Vâng, đúng rồi. Ngày mai em sẽ gặp bạn Ngọc. Này in ngày mai em sẽ gặp bạn. Bạn là Chinh Khu, gặp là Manna. Manna ở đây, Manna không có phụ âm đáy, chữ na ấy, làm gì có phụ âm đáy, Manna là cơ yêu. Đấy, Chinh Khu, Manna, kêu. Kêu, kêu. À, chúng ta tiếp theo nhé. Chúng ta học cái ngữ pháp này, các bạn nói cho chính xác. Đây ạ. Động từ đi với lớn cơ yếu. Nhá. Nếu không có phụ âm đáy, ví dụ như ca, sẽ thành khá lớn cơ yếu. Nếu có phụ âm đáy, như là íp chẳng hạn, sẽ thành gì chăng? Phụ âm đáy á, thì sẽ thành khá yếu. Íp bưu. Ừ. 이쁠 거예요. Yeah. Đây là sẽ đi này, sẽ mặc này.
Ví dụ ngày mai em sẽ mặc váy chẳng hạn thì là neil neil chima chimaru ibul goyo. Đấy là ngày mai em sẽ mặc váy. Được chưa? Các bạn hiểu chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ như này ạ. Yoheng, từ vựng số 2 là yoheng chunbi wa hwandong. Yoheng chunbi, yoheng là du lịch, chunbi là chuẩn bị, wa và hwandong là hoạt động. Những cái hoạt động và những cái sự chuẩn bị du lịch và những hoạt động du lịch thì chúng ta xem ở đây là những cái sự chuẩn bị là cái gì. Đầu tiên chúng ta muốn đi du lịch ấy, thì chúng ta phải lên kế hoạch là yoheng은 계획하다. Kế hoạch hata là kế hoạch nhá. Các bạn làm gì các bạn cũng phải lên kế hoạch, không phải là chúng ta cứ làm đi ạ, cứ làm đi, cứ là cứ như thế nào. Tiếp theo, 여행은 준비하다 là chuẩn bị cho việc đi du lịch ạ. Mang cái gì này, đèn pin này, mùa đi sang Hàn vào mùa đông hay mùa hè này, đi có đi biển hay không, cần phải mang áo bơi không này, kính lặn hay không này, cần mang kem chống nắng hay không này, nhá. Đấy là sự chuẩn bị. Tiếp theo, 표를 사다, mua vé. 표를 사다 là mua vé. 표 là vé, 사 là mua. Thế tôi sẽ mua vé. Ngày mai tôi sẽ mua vé, nói như nào? Các bạn ơi. Nè in pyeon san geoyo. Nè in pyeon san geoyo, đúng rồi. Supso를 예약하다. Đây là đặt chỗ ở các bạn nhé. Supso를 예약하다. Tiếp theo là 짐은 사다. Xếp đồ. 짐은 사다. Xếp đồ. Xuất phát ra là chun ba ha ta, đây là xuất phát chun ba. Tổ chắc ha ta là đếm, tổ chắc ha ta là đến. Đến rồi chúng ta chim ơn phun ta, giữ hành lý. Chim ơn phun ta, giữ hành lý ạ. Múc ta đây là ở lại nghỉ ngơi này. Múc ta. Trong đó chúng ta có một số hoạt động như là phát môn quan ơn quan lam hả ta, quan lam đây là tham quan, tham quan, tham quan đấy ạ. Phát môn quan là viện bảo tàng. Thì Thái Nguyên chúng ta cũng có viện bảo tàng đấy ạ. Thì tham quan viện bảo tàng, tham viện bảo tàng. Chúc cô rưng à, chúc chê rưng cụ kiêng hả ta, cụ kiêng đây là ngắm nhá. Chúc chê là lễ hội, tức là chúng ta đi xem lễ hội. Và khi đi về thì chúng ta là kỷ niệm phu môn sa tả, chúng ta mua hàng, mua cái đồ lưu niệm để về đấy. Thì đấy chúng ta một cái quy trình du lịch đơn giản đó là như vậy. Và các bạn đọc lại giúp tôi những cái từ vựng này nhá. Chúng ta cùng nhau đọc trước nhá. Đầu tiên là 여행은 계획하다. 여행은 준비하다. 여행은 준비하다. 표를 사다. 표를 사다. 숙소를 예약하다. 숙소를 예약하다. 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 짐을 사다. 짐을 사다. 출발하다. 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 도착하다. 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 짐을 푼다. 짐을 푼다. 짐을 푼다.
Tiếp theo Mukta. Tiếp theo là Pabun Kwanen Kwan Lam Hata. Quan Lam Hata. Quan Lam Hata. Quan Lam. Quan Lam. Quan Lam. Hai chữ đều đọc là hai chữ L luôn ạ. Không phải Quan Ram đâu ạ. Đó là Quan Lam. Quan Lam Hata. Tiếp theo Chúc Chê Rân Cú Kiêng Hata. Chúc Chê Rân Cú Kiêng Hata. Và cái cuối cùng đó là Kỷ niệm phụ môn sa đà. Và bây giờ các bạn thay đuôi câu giúp tôi. Đầu tiên là cái đuôi câu mà thử làm gì đó. Đó là kê hích he, đúng không? Thành kê hích he. Pô xêu. Bạn hãy thử lên kế hoạch du lịch. Rồi bạn hãy thử chuẩn bị du lịch. Bạn hãy thử mua vé. Bạn hãy thử đặt chỗ ở. Bạn hãy thử xếp đồ, bạn hãy thử tất cả. Xong cái thứ hai là tôi sẽ kêu hết halgoeo eo. Đấy, cứ hai người nói với nhau được không ạ? Đầu tiên ví dụ tôi với bạn Ngọc thì tôi sẽ hỏi là tôi sẽ bảo bạn Ngọc là yo hyeongeun kêu hết heboseo, thì Ngọc sẽ nói là yo hyeongeun kaehoech halgoeo, tôi sẽ lên kế hoạch du lịch. Và tôi bảo là bạn Ngọc lên thử lên kế hoạch du lịch xem. Ngọc trả lời là vâng, em sẽ lên kế hoạch du lịch. Mọi người hiểu cái cách làm như này chưa? Tức là thay đuôi ấy ạ. Là thay đuôi vào. Tức là một người bảo, ví dụ như vẫn là tình huống số 1 này nhá. Vâng. Thì mình sẽ bảo là Ngọc chỉ dưới hàng ngân kế hoạch theo vô theo. Ngọc hãy thử lên kế hoạch du lịch đi. Ngọc sẽ nói là đề dưới hàng ngân kế hoạch hai cười. Em sẽ lên kế hoạch du lịch. Thay đuôi pô xeo mới lại thay đuôi thử kê, làm gì đó với sẽ làm. Thay đuôi kê pô xeo mới thay đuôi cười xeo. Các bạn cứ thử nhé. Thì bây giờ tôi với bạn Ngọc bắt đầu tiên này, xong sau đó Ngọc lại bảo cái câu số 2 ai đó nhá. Ví dụ như là yo hyeongeun chunbi haeboseo. Xong người khác lại bảo là yo hyeongeun chunbi halgoeo. Thế thôi. Các bạn hiểu cách làm chưa? Rồi. Đấy, cứ người 1 người 2. Tôi với Ngọc đóng vai cái đầu tiên với Ngọc nhé. Vâng. Yo hyeongeun kế hoạch heboseo. Yo hyeongeun kế hoạch halgoeo. Em sẽ lên kế hoạch đi. À đúng. Halgoeo. Đây sẽ lên kế hoạch để sử dụng cái halgoeo với xong. À, tiếp theo Ngọc lại hỏi lại bảo bạn Hà là chuẩn bị, bạn hãy chuẩn bị du lịch nhé. Nói như nào? Yo hyeongeun chunbi halgoeo heboseo. Heboseo. Yêu cầu người ta chuẩn bị đi du lịch chứ. Hà. Yo hyeongeun chunbi halgoeo. Hà bảo Hiểu là mua vé. Hyeongeun sa boseo. Khi các bạn muốn nói ai thì các bạn vui lòng gọi tên người ta nhé. Chang sinun Hyeongeun sa boseo. Hyeongeun sa boseo. Halgoeo. Halgoeo. Em sẽ đang lại đặt câu số 4 cho bạn Hiếu. Vâng. Xíu Hiếu Si
súp sô rươi e yak ha bô sèo. He bô sèo em ơi, he bô sèo. He bô sèo. He bô cả. Súp sô rươi e yak han kêu. Bạn Hiếu lại bảo bạn Ngọc xếp đồ ạ. Ngọc Si, chị Vân, Sabo, Seo. Chị Vân, Sabo, Seo. Chị Vân, chị Vân, San, Kêu, Kêu. San, Kêu, ok. Tiếp theo Ngọc lại bảo bạn Hà, xuất phát đi. Hà Si, Chun Pan, chúng ta hê bô siêu. Nè, chúng ta hê chúng ta hăn cơ sẽ cơ ẻo. Nè. Tiếp theo là đây ạ, tham quan bảo tàng. Hà bảo Trang tham quan bảo tàng. Bác Bùn Khoa Nên Khoan làm hê bô xeo. Trang xin. Phang môn qua rươi quan lam hê hê cơ eo. Hal cơ eo. Hal. Bỏ ta đi thêm lò cơ eo thôi. Hal. Cơ eo. Hal cơ eo. Rồi. Tiếp tục Trang lại bảo là bạn Hiếu tham quan lễ hội gì? Hiếu sĩ chúc kêu rồi cô kiêng ha cô kiêng he bô xeo he bô xeo he bô xeo hãy thử chúc chê rừng cô kiêng han cười ok. Hiếu lại bảo Ngọc đi mua đồ kỷ niệm đi. Ngọc sĩ kỷ niệm phùm kỷ niệm phùm mừng Savoy sale. Kim Yong Pumun San Kuo. Đấy, ok. Ok. Chúng ta xem một số ví dụ ở đây ạ. Bây giờ các bạn có thể khuyên ai đó làm việc, yêu cầu ai đó làm việc gì được rồi đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta nhìn đây ạ. Even Yonhure. Yonhure là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ phép năm ấy ạ. Even Yonhure. Yonhure. Bú hal quê ố. Kỳ nghỉ phép năm này. Even là lần này. Yonhure là phép năm. E là vào. Vào kỳ nghỉ phép năm này. Bạn làm gì? Bạn sẽ làm gì? Chinkurun mannara. Busane khal quê ố. Chinkurun mannara. Busan에 갈 거예요. Tôi sẽ đi Busan làm gì ạ? Để gặp bạn. Đúng không ạ? Tôi sẽ đi Busan để gặp bạn. 오늘 저녁에 저녁을 어디에서 먹을 거예요? 먹을 거예요. Sẽ ăn. 어디에서 ở đâu? Ăn cái gì ạ? 오늘 저녁 là hôm nay ăn tối ở đâu? Chip về thơ, bỏ gư cơ hề ồ, ăn ở nhà. Câu thứ ba, nên bố hăng cơ hề ồ, ngày mai bạn sẽ làm gì? Hàn Quốc chín cu hà gô kim chi rớt bán cơ hề ồ. Bây giờ chúng ta có mấy câu như thế này ạ? Câu số 1. Ở đây ạ. Câu số 2 đây ạ. Câu số 3 đây ạ. Các bạn đọc nhanh cho tôi giúp 3 câu này được không ạ? Mời Hà đọc câu số 1 nhé. Hà đọc câu số 1, rồi Ngọc câu số 2 và mời bạn Hiếu đọc câu số 3 nhé. Trang đọc cả 3 câu nhé. Chín khu rừng mà nà rừ bô xa nê cà cơ ẻo. Mắc ạ.
Vâng ạ. À, đọc lại nhé. Mời Ngọc câu, mời Ngọc câu số 2 rồi. Chippeser. Không. Cái câu mà tôi đóng cái câu màu đỏ này. Onen chernukun ya tieser. Mekun keo. 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 Mời Hiếu câu số 3. Hàn Quốc chính cơ Hàn Quốc chính cơ ha cổ kim chi rừng mang tên cơ eo. Ok. Hàn Quốc chính cơ ha cổ kim chi rừng mang tên rừng mang tên cơ eo. Rồi ok, mời Trang câu số 1 à. Chính cơ rơi mang na mang na sơ bộ bộ chinh bộ chinh nè ka ka khan ka eo. Trang đọc cái gì đây? Chinh khu đơn man na rơ Busan e khá cơ ẻ ồ. Busan, thành phố Busan của Hàn Quốc đấy. Tôi đi đến thành phố Busan của Hàn Quốc để gặp bạn bè. Man na rơ. Nào mời Ngọc đọc lại câu số 2 này. Ô nên chân nơ cân ơ tì ẻ sơ mơ sân cơ ẻ ố. Mơ sân là cái gì em? Mơ cân. Mơ cân cơ ẻ ố. Ô nên. Rồi ok. Thế các bạn chú ý này, khi mà chúng ta đọc ấy, chúng ta đọc chắc chắn rồi nhé. Mời Trang đọc lại câu số 1 này. Câu đỏ này. Kinh cô đời Manasa Busan Busane kan ke eo. Kan ke eo. Kan ke eo. Cái đuôi câu là luôn luôn ghi ke eo. Nha. Và tiếp theo chúng ta đây ạ, chúng ta lại cho cái từ vựng này vào trong các bức tranh. Đầu tiên bức tranh số 1 đây là gì ạ? Kỷ niệm phu mân sa. Kỷ niệm phu mân sa ta. Ở trên cái tủ này nó ghi chữ kỷ niệm phu này, chắc chắn là kỷ niệm phu mân sa ta rồi, đúng không ạ? Kỷ niệm phu mân sa ta. Thứ hai là viện bảo tàng, đúng không ạ? Pháp môn quan. Môn quan. Pháp môn quan. Quan làm hạt đà. Quan làm hạt đà. Tiếp theo là đây là cầm tiền đi mua vé này. Children Sa Pa. Cuối cùng là xếp đồ. À, chúng ta tiếp theo chúng ta sử dụng là Kueo để hoàn thành cái hội thoại bên dưới này. Các bạn xem ví dụ này. Nail múa hay Kueo. Chi bể thơ suy Kueo. Suy tà là không có cụm đáy thì sẽ là thêm L thành suy Kueo. Nào câu số 1. Tôi gọi bạn Ngọc nhé. Bạn Ngọc sẽ là người trả lời nhé. Xong sau đó bạn Ngọc lại hỏi bạn Hà câu tiếp theo này. Câu số 1 bạn Ngọc chuẩn bị này. Nên bố hai cơ ế ố. Tạm biệt là gì ạ? Tạm biệt đâu, để gặp. Tạm biệt. Sao? Đây là Manna. Chị cô đơn. Manna. Bạn nan cơ hiểu. Manna em ơi. Manna thêm như là Manna chứ không phải là mãn nan. Manna cơ hiểu. Ồ chim cô đơn Manna cơ hiểu. Ok. Tiếp theo Ngọc hỏi Hà câu số 2 đi. Chu ma re mua han cơ ế ố. Busan e kan cơ ế ố. Ok. Tiếp theo, Hà lại hỏi Trang câu số 3. Hiêu ga de mua han cơ ế ố. Chinh gu ha go ga ti.
여행 한 거예요. Ok. Trang lại hỏi bạn Hiếu câu số 4. Vì cà tê mua hẳn cười ổ. Thì chú tôi khăn cười ổ. Khăn cười ổ. Ok. Ok. Tiếp theo về hoạt động này ạ. Thì chúng ta cũng chỉ là hỏi đi đâu xong ở đó thế nào. Nha. Đây là chúng ta có một số cái địa danh, địa điểm du lịch ở Hàn Quốc. Ví dụ như là Hangwon-do thì các bạn, Hangwon-do đây vùng núi nên rất nhiều phong cảnh núi. Nha. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ạ. Chuncheon, chúng ta có cái cầu. Cầu Chuncheon rất là đẹp, cầu dài nhất của Hàn Quốc thì phải đấy ạ. Bây giờ Gyeongju, các bạn nào muốn tìm hiểu về Phật giáo thì chúng ta đi đến khu Gyeongju, là cái nơi mà cái nôi mà của Phật giáo ngày xưa của Hàn Quốc. Các bạn nào mà muốn ở Hàn thì chúng ta ở Seoul ấy thì chúng ta đi đến, có thể là chúng ta sử dụng là city tour đó, là tour chung quanh thành phố đi bằng xe buýt ấy, là chúng ta sẽ đi tour quanh thành phố luôn. Ở Hàn Quốc thì có cái tòa nhà Yuksucham Building, là tòa nhà nổi tiếng của Hàn Quốc mà chúng ta để ý là cứ vào dịp Tết ấy, thì hay bắn pháo hoa ở cái tòa nhà này đấy. Hankang, Yuramson, đây là thuyền tham quan ở trên sông Hàn nhé. Gyeongbok Cung, đây là cung Vạn Thọ, cái này là cung điện của Hàn, của vua chúa Hàn Quốc sống rồi, nó giống như là cái cung điện thôi, không có gì cả. Để các bạn có thể đi đến Daejeon để đi tắm biển, rồi Busan, Haeundae là bãi biển của Busan các bạn nhé. Jeju Do, Hallasan thì chúng ta nghĩ ở Việt Nam mình không thiếu gì núi nên chúng ta hạn chế đi núi thôi. Chúng ta đi Jeju Do để chúng ta tiêu tiền. Và tôi cũng đã từng đi Jeju Do và nói chung là chả tiêu được cái gì nhưng mà vẫn hết tiền các bạn. Tại sao ạ? Hai ngày ở ngoài đấy hết gần triệu won, cũng chẳng được cái gì, chán quá cả. Cũng tắm biển, cũng ăn uống, cũng chơi bời nhưng mà chơi bình thường thôi. Không thể vào casino với 1 triệu won được. Đúng rồi, còn không đủ để cài đặt chip. Hả? Cái gì đó? Casino chắc đổi chip nhưng mà chắc còn không cho đổi. Không cho đổi, nó không cho vào luôn ấy. Định vào rồi, nó không cho vào. Ok, đây chúng ta lưu ý một chút, là chúng ta có khoảng độ 1.000 đô, chúng ta chỉ gọi đi sang cho biết thôi. Còn trên Yuto với mức độ 1.000 đô mà các bạn sang chơi 2-3 ngày chỉ có mang cơm nắm lên muối vừng đi mà ăn. Ăn cũng bình thường thôi ạ. Buffet các thứ các bạn ăn tẹp thoải mái. Nhưng mà ở khu du lịch mà nó sẽ hơi đắt hơn so với những chỗ khác thôi. À, bây giờ chúng ta sẽ làm phần EBS topic.17과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 산 2. 동굴 3. 바다 4. 민속촌 1. 산 2. 동굴 3. 바다 4. 민속촌 2번 1. 독서
2 여행 3 요리 4 낚시 2번 1 독서 2 여행 3 요리 4 낚시 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 제주도에 가봤어요? 4번 제주도에 가봤어요? 4번 설악산이 어땠어요? 4번 설악산이 어땠어요? 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? 휴가 때 뭐 할 거예요? Chúng ta làm luôn phần đọc hiểu ở bên dưới luôn nhé, ở trang sau luôn.
Mọi người làm xong chưa? Rồi ạ. Câu 1 ý mấy ạ? Bà vẫn nghe chứ. Câu 3 đúng không ạ? Câu 2. Câu 2 du lịch đúng không? Câu 3 chọn ý mấy ạ? 2. 2. Đây, khá bác sơ, ok. Câu 3, à, câu 4. 3. Ý 3, đúng. Câu 5. 3. À, nhiều, ok, ok. Câu số 1 này. Đây là phong cảnh sao ạ? 3. Đang làm gì đây ạ? 1. Câu mấy? Ý mấy? Ý 1 ạ. 1. Ok. Câu 3, câu 5. Chọn ý mấy ạ? Ý 4 ạ. 4. Là 4. Câu 3, ý 4. Chúng ta sẽ khá quê ồ. Ok. Câu số 4 ạ. Ý 2. 2. 2, búa khá quê ồ. Câu số 5. Số 1. 1. 1. Phương phương đơn. Phát xử ồ. Ok. Bởi sao ạ? Đây là quá khứ ạ. Ok. Các bạn được bao nhiêu? Trên bao nhiêu? 10 trên 10 hết chứ? 9. Này, nay chưa đọc bài, chả nghe được mấy. Em 9. Cái câu số 5 vẫn nghe. Đây nha. Mình bấm nghe lại luôn này. 2번. 3에서 5번. 5 번, 5 번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 제주도에 가 봤어요? Bạn đã Jeju도에 bạn đi đến Jeju도 bao giờ chưa đúng không? Có bao giờ không? 대답을 고르십시오. 3번. 제주도에 가 봤어요? 네, 고마. 오케이. 4번. 설악산이 어땠어요? 설악산이 어땠어요? 정말 아름다웠어요. 고소남에 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? 휴가 때 뭐 할 거예요? 휴가 잉이에요? 휴가 휴가 때 휴가 때 뭐 할 거예요? 휴가 때 뭐 할 거예요? 그게 뭐 할 건지 오케이 오케이 hôm nay chúng ta sẽ học đến đây ạ. Hôm sau chúng ta sẽ học tiếp tục. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Nè. Chào yo. Mi đi cũng qua theo mi đi. Các bạn học trước đi nhá, học trước từ vựng nhá. Bây giờ từ vựng nó còn nhiều rồi ấy, thì chúng ta có thể là không học thuộc được nhưng mà chúng ta cũng cứ cố gắng là chúng ta đọc trơn nhá. Đừng để bị mắc. Đọc nhanh nhất có thể. Bởi vì sau này những cái đề thi ý, nó là những cái câu nó hơi dài dài một chút. Khoảng độ 3-4 dòng. Xong rồi các bạn lại phải trả lời câu hỏi nữa. Nên chúng ta luyện đọc thì chúng ta đọc nhanh một chút. Nhé. Ok. Tôi bận bằng tiếng em chụp hình một điện thoại nhưng mà đến nơi không có thời gian đọc. Đi làm đi em. Làm mấy buổi đầu được đi quan sát, mấy buổi sau được quan sát. Ok. Cố gắng không? Tí nữa tranh thủ học tí học ạ. Đây em còn chưa ăn uống tắm giặt gì đây.
ăn uống tắm giặt đi xong rồi học, học xong ngủ, ngủ xong lại mai lại tiếp tục khám dậy sớm tí, học mấy học khoảng độ nửa tiếng xong sau đó đi. Sáng dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng đi làm. Còn cái đoạn sáng tối ui không cày 12 giờ cơ mà trèo cơ mà ngã thang. Thôi nhá, cố gắng an toàn là số 1. Ok, see you. Hey, see you. See you.